清晨烟雨黄昏尽是温柔，少年戎装驰骋星辰如眸，眼神温暖坚定满笑浮生，是一段风华一直留下蓦然回首。冬天雪花飘落的季节，你怀中却似春天，花香布满了世界，酿成好景如夏天，树荫遮住了眷恋，清醒与你在秋天，琴声绵绵散落，叶片片轻渐渐。Nhất kiến khuynh tâm. Tập 26. Băng Thanh, tôi biết bà không chịu tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn bà đã sinh cho tôi một đứa con gái ngoan thế. Hiện giờ Uyển Khanh đã lớn khôn, một mình lo toan việc làm ăn của Mộc gia. Tôi cầu mong linh hồn của bà trên trời phù hộ nó bình an, mọi việc suôn sẻ. Nhà Từ Mộc từng muốn liên hôn, lại có mối huyết thù không đội trời chung. Cậu cho người điều tra xem vụ buôn lậu vũ khí quang diệu tra được ở Thượng Hải mà không nói cho người nhà biết. Tôi muốn biết lý do vì chuyện này mà thằng nhóc Bùi Gia bị Bùi Huân cấm túc. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản. Dân Đốc Quân, Đốc Quân, tòa án tối cao đem phán quyết tới, ông xem đi ạ. Tòa án tối cao phán quyết như sao? Từ hôm nay tước bỏ hàm đốc quân Diệt Thành, giao lại cho phủ đốc quân Bùi Huân. Lệnh cho tôi từ chức, giao ra quân đội. Bùi Huân là cái thá gì? Phán quyết của tòa án tối cao là cái khỉ gì? Đã trở mặt rồi thì dây đánh. Đốc quân, đội quân của chúng ta đã tập kết xong, chỉ còn chờ đốc quân hạ lệnh. Được, Quan Diệu chắc đã tới đèo Hàm Cốc rồi phải không? Mệnh lệnh đưa cho thiếu soái là đến đó trong 5 ngày, chắc đã đến rồi. Cậu đích thân đi, mau chóng sắp xếp xong vật tư quân nhu, đưa Quan Diệu về cho tôi. Nơi đó quá nguy hiểm, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Dân Đốc quân, người của chúng ta phụng lệnh đi thu nạp quân đội của Từ Bá quân. Bọn họ từ chối phối hợp, không những không giao nạp súng mà còn đánh đập giam giữ người thu nạp của chúng ta. Từ Bá quân còn ngó lơ thông báo lệnh cho ông ta từ chức. Bà nó, tôi thấy lần này ông ta muốn đánh với mình luôn rồi. Được, trận này do lão khơi mào, chúng ta chiều tới bến. Đại soái, nhóc con lâu thế hẳn là con oán trách lắm, con không dám oán than.
không phục. Không phục chứ gì? Thế thì cho bố thấy bản lĩnh thực sự của con đi. Bố muốn con làm gì? Lão già từ bá quân không phục kết quả phán quyết, không chịu từ chức giao quyền, trái lại điều một đội quân gây hấn ở vùng đèo Hàm Cốc. Có điều bố con sớm đoán được ông ta sẽ chơi chiêu này, đã bố trí quân đội hùng hậu, gian bẫy sẵn rồi, chờ lão già đó chui vào thôi. Nhất định phải đánh sao? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa nằm hết trong tay bố. Trận mà mình nắm chắc phần thắng, sao lại không đánh? Nghe đây, bố định để con đưa một đội quân tinh nhuệ đến Tuyền Tiến làm lực lượng cơ động. Phía trước sẽ có các chú các ông xung phong ra trận, còn con theo sát phía sau, nắm đúng thời cơ xông lên lấy công lao. Giờ cho bố con xem. Bố, con tài hèn học mọn, khó mà đảm đương, có đi cũng chỉ gây rối thôi. Thôi con không đi đâu. Đồ hèn, công lao cho con không cần. Ngu quá, con có còn là dòng giống Bùi gia không? Bố, con không phải đồ hèn. Con chỉ không muốn đánh trận vô nghĩa. Đánh qua đánh lại, ngoài việc khiến người dân chịu nạn, còn có ý nghĩa gì? Sao mà vô nghĩa? Con không đánh trận, sao bố thăng quan cho con được? Con không đánh trận, sau này làm sao tiếp quản vị trí của bố? Con không đánh trận, sao khiến người ta tin phục? Hạng quan hại nước hại dân, cái ghế này còn may mất, không làm cũng được. Người đâu? Đốc quân Bùi Thiệu Quân làm trái quân lệnh, coi thường trưởng quan, lôi ra đánh 30 roi. 30 roi? Thiếu soái không chịu nổi, chấp hành mệnh lệnh. Dân. Bố hỏi con lần nữa, trận này con có đánh hay không? Con không đánh. Đánh. Dân. Dân. Mới 10 rồi đã hết chịu nổi rồi. Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời bố, ra tiền tuyến, đỡ phải ở đây chịu khổ. Con không sao. Quân lệnh như núi, sao thay đổi được? 30 rồi là phải đủ 30 rồi. Một rồi cũng không thể thiếu. Nhóc con giỏi lắm, có khí phách giống con của lão Bùi này. Nhưng tại sao con tình nguyện ăn đòn, cũng không chịu ra tiền tuyến nhặt công lao cho không? Đầu óc con hồ đồ rồi phải không? Đầu óc hồ đồ, càng không thể ra tiền tuyến, sẽ bại trận đấy bố. Có lý. Được. Đánh tiếp. Đánh đến khi nó tỉnh táo thì thôi. Dân. Đốc quân, thiếu soái ngất rồi. Mau cởi trói cho thiếu soái. Dân, mau. Thiếu soái, thiếu soái không sao chứ? Thiếu soái. Lão gia, chúng tôi không có ý giấu ông đâu. Cô chủ sợ sức khỏe ông chịu không nổi nên bảo chúng tôi đừng nói với ông. Không trách mọi người,
Tôi biết Uyển Khanh lo cho sức khỏe của tôi. Quý thay, con bé hiếu thảo như vậy, hay là gọi điện cho cô chủ bảo cô ấy mau về. Không, không được nói với Uyển Khanh. Lão gia, nhưng ông bệnh nặng thế, Uyển Khanh không dễ dàng gì. Thật ra nó đã sớm biết sự thật, nhưng nó vẫn phải tỏ ra chẳng có chuyện gì, qua lại với Từ Bá Quân. Tôi còn xuất gả nó vào Từ gia. Ông bảo con bé phải đau lòng nhường nào, khổ nhường nào, nhưng một mình nó đã vượt qua được. Còn cùng Đàm Huyền Lâm kêu oan cho Diễn Hàn. Ông bảo giờ nó lẻ loi bên ngoài, chưa rõ sống chết, tôi không giúp được nó thì không thể gây thêm phiền toái cho nó. Đốc Quân cũng thật tình, xuống tay với cậu nặng thế. Chúng tôi ra ngoài trước đây. Đi. Đau lắm sao? Không sao, tôi da thô thịt dày, nghỉ mấy ngày là khỏe. Thắng kiện rồi, em nên về Thượng Hải với Đàm Tư Lệnh đi. Em không về, em phải ở lại với anh. Thôi nào, đừng bướng nữa. Với cái tính của em, ở lại đây sớm muộn cũng uất ức cho xem. Anh ở lại được thì em cũng ở được, đừng có xem thường em. Tóm lại là em không về. Đàm Tư Lệnh không đồng ý cho em ở lại đâu. Anh em không quản nổi em. Chỉ cần là việc em đã quyết định thì không ai cản được. Em cần gì phải lội vào vũng bùn này. Chỉ cần được ở bên anh, em không sợ gì hết. Dù có bị nhốt trong cái lồng này, em cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng em càng ở gần tôi, tôi càng sợ không bảo vệ được em. Em còn không sợ thì anh sợ gì? Sao giống đàn bà vậy? Lệ mề quá. Coi bộ anh em không quản nổi em. Tôi cũng không quản nổi em phải không? Ý anh là không đuổi em đi nữa à? Anh không đuổi em đi nữa à? Anh cho em ở lại. Anh không đuổi em đi nữa à? Đau, 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 đau. Xin lỗi. À, anh ăn cơm không? Hay là anh muốn uống gì không? Anh muốn ăn canh. Anh muốn ăn canh gì? Canh vịt già. Canh vịt già là canh gì? Chuyện lớn thế này, sao không ai cho tôi xem, cũng không ai nói với tôi? Báo mấy hôm nay đâu? Tôi mà không tới đèo Hàm Cốc thì sẽ không biết Từ gia tôi ngàn cân treo sợi tóc phải không? Là Từ phó quan ra lệnh cho tôi không được báo cho anh xem. Tôi cũng lo anh đọc được.
tin về Đàm Thiên Lệnh và cô Mộc, lại đau lòng buồn bã, nên mới lệnh cho họ đừng đem báo cho anh. Nhưng thế này cũng trùng hợp quá. Mấy hôm nay chúng ta đang... Tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi, giở trò khôn vặt sẽ hỏng việc lớn. Sao cậu cứ mãi không nhớ? Đi ra. Vâng. Anh Từ Diễn, thiếu soái, đốc quân cử tôi tới giúp cậu phân phát vật tư quân nhu. Chờ xong việc thì mời cậu về Diệt Thành ngay. Bố ý gì đây? Trận này thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta không có gì hết. Tại sao phải đánh bằng được? Quân lệnh của đốc quân, trận chiến ác liệt này buộc phải thắng. Bố muốn đánh cho Bùi Huân thật đau mới có cơ hội trả giá mặc cả sao? Ý đốc quân là thế, nhưng trận đánh sẽ chết người. Từng con người đang sống sờ sờ lại thành món đồ để đàm phán sao? Chuyện này thiếu soái không cần lo. Quân lệnh của đốc quân là chờ cậu phân phát xong vật tư quân nhu, thuộc hạ sẽ đưa cậu về Diệt Thành. Nơi này không an toàn, đốc quân luôn lo cho cậu. Bố muốn tôi lâm trận bỏ chạy ư? Thiếu soái, lần này cậu đừng giận lẫy nữa. Tôi nói anh biết, muốn đi thì cùng đi, muốn ở lại thì ở lại hết. Anh sợ Bùi gia và Từ gia khai chiến, nếu Từ Bá quân thắng, cục diện sẽ bất lợi cho anh. Anh thực sự không ngờ Từ Bá quân lại mạo hiểm tới mức này, hoàn toàn không màng tới phán quyết mà khơi mào chiến tranh. Giỏi thật. Uyển Khanh, mấy hôm nữa anh phải về Thượng Hải. Diệt Thành quá gần Thượng Hải, anh không yên tâm. Em mai về Thượng Hải với anh. Anh hai, Thiệu Quân bị thương rồi, em phải ở lại chăm sóc anh ấy. Em không cần về đâu nhỉ? Em suốt ngày bắt từ thế này bắt từ thế kia, người ta có xem em là người nhà không? Nhỡ có một ngày anh khai chiến với Bùi gia thì ông ta sẽ nghiền em như giết con kiến thôi, em có biết không? Tiểu Tứ, em là em gái duy nhất của anh, sao anh để em ở lại đây được chứ? Anh hai, cả đời này em đã xác định là anh ấy. Nếu anh không nhận người em rể này, em thì anh cũng đừng nhìn mặt đứa em này nữa. Em mới quen hắn được mấy ngày mà đã xác định là hắn. Đây là làm càn. Anh hai, em không làm càn. Tiểu Tứ, nếu anh nhất quyết đem đi, em sẽ ôm hận cả đời, anh đành lòng không? Em mới bao tuổi mà ôm hận cả đời, có gì từ từ nói. Tiểu Tứ, em làm gì vậy? Mau đứng lên. Em mau đứng lên đi. Anh hai, bốn chữ anh trai như cha, anh làm được rồi anh hai. Nhưng giờ em lớn rồi, em đã không còn là cô bé cần anh bảo vệ nữa. Em có thể bảo vệ mình, em có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Nên lần này, dù tương lai của em và Thiệu Quân thế nào, cũng xin anh cho em tự quyết định có được không anh hai? Tang Du, lần này chắc chắn anh Bùi sẽ bị liên lụy. Em theo anh ấy, kiểu gì cũng sẽ phải chịu khổ. Anh hai, so với nguy hiểm, em càng sợ phải ra đi. Em sợ đi một cái chính là cả đời. Em mới 18 tuổi, xem lại nói mấy chuyện này. Anh hai, anh cũng mới có 25 tuổi, chẳng phải anh cũng giăng bẫy được cả Từ Bá Quân đấy sao? Anh hai, em không còn là con nhóc núp sau lưng anh không hiểu gì nữa rồi. 10 năm nay, không chỉ có anh trưởng thành mà em cũng trưởng thành rồi. Anh đừng xem thường em mãi được không? Dù anh không tin em thì cũng phải tin tưởng bản thân chứ, đúng không? Em là đứa con gái cáo con của anh trai cáo già mà. Lớn rồi. Đừng nghe, điện thoại của mình đứt rồi, mau sửa đi. Alo, alo. Có việc gì? Anh nghĩ sao về em gái tôi? Đàm Tư Lệnh đến hỏi tội sao? Anh thích nó không? Tôi hiểu rồi. Tôi quyết không để nó đi theo một người đàn ông nó đến chữ thích còn do dự. Tôi thích cô ấy. Vừa nãy tôi do dự, không phải vì không thích cô ấy, mà là vì tôi biết anh không muốn để cô ấy ở lại. Tôi sợ cô ấy khó xử. Anh yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức mình chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh còn chẳng chăm sóc được cho mình. Giờ ở cái nhà này có rất nhiều chuyện tôi không thể làm gì, nhưng tôi thề với anh, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Nó hoàn toàn không biết Bùi gia phức tạp tới mức nào. Nó có chín chắn cỡ nào cũng chỉ là cô bé 18 tuổi. Anh mới chỉ 30 rồi đã thành thế này thì làm sao bảo vệ nó? Lấy mạng tôi. Tôi không hề muốn nó ở lại Bắc Kinh, nhưng nó nhất quyết ở lại vì anh. Vậy thì tôi muốn xem thử người đàn ông khiến nó bất chấp mọi thứ rốt cuộc có đáng cho nó làm thế không. Nhưng điều tôi lo nhất là quan hệ của anh và bố anh sẽ liên lụy em gái tôi.
Nó là đứa em gái duy nhất của Đặng Huyền Lâm này. Tôi quyết không để nó sống cuộc sống như vậy. Nếu anh muốn cho em gái tôi một tương lai yên ổn, thì phải thay đổi quan hệ của anh với bố mình, thay đổi quan hệ của tôi và bố tôi. Tôi nghe nói anh là học viên xuất sắc của trường quân sự Bảo Định nhỉ? Chắc chắn đã từng nghiên cứu rất nhiều trận chiến điển hình. Tôi dạy anh một chiêu: xem bố mình như đối thủ mà nghiên cứu thật kỹ. Tên nhóc, đừng làm tôi thất vọng. Sau này đừng chọc anh em giận nữa, biết chưa? Anh ấy đến rồi. Anh, anh, hai người nói chuyện sao rồi? Anh, anh nói gì đi. Uyển Khanh, đi dọn đồ. Mấy hôm nữa anh với em về Thượng Hải. Anh, anh đồng ý cho em ở lại rồi à? Anh, cảm ơn anh. Anh tốt quá. Anh là người anh trai tốt nhất, tốt nhất trên đời. Đồ vô ơn. Anh, anh ghen rồi. Anh, thật ra vừa nghĩ đến phải xa anh, em rất rất không nỡ. Giống như anh, anh còn mong em tránh xa anh ra, bớt làm phiền anh ấy. Anh dối lòng. Chị dâu, cuối cùng anh em cũng chạy mở lại rồi. Giờ thì yên tâm rồi chứ, không phải lo lắng nữa. Cuối cùng em đã được ở bên Bùi Thị Quân rồi, vui không? Lệnh đâu? Thiếu soái, bên ngoài nguy hiểm. Thiếu soái, thiếu soái, mau, nguy hiểm lắm. Thiếu soái, thiếu soái, thiếu soái, thiếu soái. Vào đi, vào đi. Cẩn thận, thiếu soái. Cẩn thận. Thiếu soái, cẩn thận, thiếu soái, cẩn thận. Nói được chơi điện thoại chưa? Cậu đây làm gì? Thiếu soái, thiếu soái, cậu ấy chết rồi, cậu ấy chết rồi. Kẻ địch chết thì cậu khóc cái gì? Đó là em ruột của tôi. Cậu ấy làm lính dưới trướng Bùi Đốc Quân. Chúng tôi đã không gặp nhau 3 năm, không ngờ giờ gặp nhau lại thế này. Thiếu soái, thiếu soái, thiếu soái. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi ở quá cả đời. Bà ấy chỉ có 2 đứa con là chúng tôi. Giờ em trai đã chết, chỉ còn mỗi tôi thôi. Tôi mà gặp chuyện nữa,
thì không còn ai nuôi mẹ tôi đâu thiếu soái. Anh khai ân cho tôi về nhà đi thiếu soái. Tôi cầu xin anh thiếu soái, quân địch trước mắt, thả cậu về nhà chẳng phải lung lay lòng quân sao? Thiếu soái, kẻ nhân từ không thể cầm quân, thiếu soái không được mỗi lòng. Thiếu soái, không còn ngón trỏ thì tay phải cậu không thể bóp cò. Lính không cầm được súng thì giữ lại cũng vô dụng. Cút. Cảm ơn thiếu soái, cảm ơn thiếu soái. Anh Diễn, thả cậu đi thì lòng quân đại loạn còn gì. Thuộc hạ chỉ đang san sẻ cho thiếu soái. Hay cho câu san sẻ thay tôi. Anh có biết gì anh, mà trên đời mất đi một người con trai, có thêm một người mẹ không ai phụng dưỡng không? Thiếu soái quan tâm mẹ người ta mà quên mất trách nhiệm của một người con sao? Nếu chúng ta thua trận này, đốc quân sẽ hoàn toàn bị Bùi Huân thay thế, gia nghiệp Từ gia cũng sẽ tiêu tan. Gia nghiệp giữ được bằng núi thay biển máu, không cần cũng được. Thiếu soái, câu này không thể nói thêm lần nữa. Thiếu soái, giờ tôi lệnh cho các đội quân rút lui. Trận chiến này thật vô nghĩa, tôi không muốn lính của Từ gia hy sinh vô ích. Tôi muốn đưa họ đi. Thiếu soái, đốc quân có lệnh, trừ khi đích thân ông ấy hạ lệnh, bằng không không ai có quyền lui binh. Bùi Huân muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, chỉ có liều một phen mới có đường sống. Thằng bé Quang Diệu, ngay lúc then chốt này còn ra vẻ anh hùng gì chứ? Giờ đây bị Bùi Huân chặn đường lùi, có muốn rút về cũng không được. Vậy chúng ta có cử đội quân đi chi viện không? Có điều quân về phía Bắc nữa, quân cách mạng sắp qua Trường Giang rồi. Cử một đội quân nhỏ tới đèo Hàm Cốc đưa Quang Diệu về cho tôi. Nhưng thiếu soái không chịu về, ngay cả từ phó quan cũng không khuyên nổi. Đi tìm Tô Hằng Sâm, nói với cậu ta Quang Diệu đang gặp nguy ngập, mời cậu ta đi cùng khuyên Quang Diệu về. Chuyện này Tô thiếu soái có khuyên nổi thiếu soái không? Không không không, chưa chắc đã khuyên nổi. Nhưng Quang Diệu sẽ không để bạn mình lâm vào nguy hiểm, chắc chắn nó sẽ đưa Tô Hằng Sâm đến nơi an toàn. Chừng đó các người giữ nó lại, không cho nó về tiền tiến là được. Dân điện báo quân ta lâm vào hiểm cảnh. Cảm ơn hiệu trưởng Trần. Vậy chuyện này phiền cô nhé. Được. Sao rồi chị dâu? Yên tâm. Chị dâu, lần này may có chị ở đây. Với cái tính cố chấp của anh em, lần này lại dễ tính thế. Đồng ý cho em ở lại, may nhờ có chị. Thật ra là anh em thương em. Anh ấy thấy em khăng khăng theo Bùi thiếu soái, tất nhiên sẽ không làm khó em. Chỉ là anh ấy không nói ra thôi. Chị dâu, tuy em chê anh em phiền, còn hay đấu khẩu với anh ấy, nhưng nghĩ lại sau này số lần gặp nhau sẽ ngày càng ít đi. Thật ra em lại không nỡ xa anh ấy. Nếu em nhớ anh em thì xin gọi điện về. Chăm sóc bản thân cho tốt. Anh, đây là đơn nhập học trung học nữ sinh Bùi gia. Anh tới trường làm xong cho em rồi, chứng nhận nhập học nữ sinh. Em tới trình diện đúng ngày là được. Anh. Ơ kìa, sao mà xong nhanh thế chị dâu? Mau xem thử. Tiểu tứ, có mấy việc anh phải nói rõ với em. Thứ nhất, nói năng hành xử phải thật cẩn trọng. Gặp phải vấn đề không thể giải quyết thì gửi điện báo cho anh ngay, không được hành xử lỗ mãng. Thứ hai, khi ở cùng tên nhóc kia phải chú ý chừng mực, không được vào phòng anh ta một mình. Thứ ba, không được ở lại phủ đốc quân. Anh về tới Thượng Hải sẽ gọi điện cho trường em kiểm tra tình hình ngay. Anh, sao anh cứ như ông già dông già dữ thế?
Giả lại đây có phải nhà tù đâu. Anh có cần phải như canh phạm nhân thế không? Em còn tí tự do nào không thế? Tất nhiên là có. Khi được anh cho phép, em làm gì cũng được. Chị dâu ơi, Tiểu Tứ, em đã chọn anh ta thì con đường sau này ắt sẽ không bình lặng. Có đáng hay không, lòng em biết rõ nhất. Điều anh muốn nói là, sau này ai mà bắt nạt em thì về lại bên anh. Có anh ở đây sẽ không để em phải chịu ấm ức. Anh, anh, cảm ơn anh. Cảm ơn cô cố. Không có chi. Cô cố, tôi thiếu soái tới. Lại tới mời tôi đi ăn à? Bà anh ấy tôi không muốn ăn. Anh ấy nói đến từ biệt cô. Xưởng phim điện ảnh Thượng Hải. Anh lại giở trò gì đây? Tôi phải ra tiền tuyến. Ra tiền tuyến? Anh đùa gì thế? Tôi không đùa. Quang Diệu bị bao vây ở đèo Hàm Cốc. Từ Đốc Quân không khuyên cậu ấy về được, nên nhờ tôi đi khuyên cậu ấy về. Tự Bá Quân tự gieo quả ác, liên lụy con trai. Tại sao anh phải lội vào dũng bùn này? Trước đây em hay nói tôi nhìn có vẻ phong lưu, thực chất là chơi bời mà. Lần này tôi muốn chứng minh cho em thấy, tôi cũng là quân nhân, không phải đồ vô tích sự. Tôi giận quá nên nói vậy thôi. Lúc này còn muốn anh chứng minh gì chứ? Ra tiền tuyến không phải chuyện đùa đâu. Không đùa. Quang Diệu là bạn thân nhất của tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ấy rơi vào cảnh nguy hiểm. Dù trước đây Từ Bá Quân đã làm gì, cũng không cần biết vận mệnh sau này của Từ gia thế nào. Quang Diệu cũng đều vô tội. Cậu ấy không nên gánh chịu mọi thứ. Nhưng còn anh thì sao? Trên chiến trường súng đạn không có mắt, anh đảm bảo được an toàn của bản thân không? Em đang lo cho tôi sao? Ai lo cho anh? Tôi nhắc nhở anh thôi. Đừng đẩy tôi ra. Chuyến này ra tiền tuyến, không biết trước sống chết. Nhỡ tôi xui xẻo chết ngoài chiến trường thì sẽ không gặp được em nữa. Tuy sợi dây chuyền bạc này không đáng giá, nhưng nó là thứ tôi trân quý nhất. Tôi muốn... Tôi biết đây là di vật của mẹ anh. Tôi không thể nhận. Tôi không nhận nổi. Vậy em bảo quản thay tôi chắc là được chứ?
Em cũng đã nói, trên chiến trường súng đạn không có mắt. Lỡ tôi có mệnh hệ gì, em cũng có thể lập mộ di vật cho tôi. Anh đừng nói bậy. Đùa em đó. Thứ tôi trân quý nhất ở đây cả rồi, sao tôi nỡ chết chứ. Tôi bảo quản thay anh, vậy anh nhất định phải trở về an toàn nhé. Thank you.